Ngày 7 tháng 1 năm 2021, nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra mắt số báo đầu tiên 4 tháng 1 năm 1991. Ngay từ ngày đầu, tôn chỉ và mục đích hoạt động của báo đã được khẳng định, ủng hộ chính sách đổi mới kinh tế và công cuộc đổi mới toàn diện để phát triển đất nước, góp phần thông tin đối ngoại, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, ủng hộ các doanh nghiệp làm ăn chân chính, góp phần xây dựng lực lượng doanh nhân Việt Nam, xây dựng đội ngũ nhà báo chuyên về kinh tế, thương mại và đối ngoại, góp phần xây dựng tính cách chuyên nghiệp của báo chí Việt Nam. Suốt 30 năm qua, Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã luôn kiên định với những mục tiêu này và tất cả được cụ thể hóa bằng các hoạt động đa dạng và phong phú cả trong và ngoài mặt báo. Đến nay, Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã mở rộng quy mô trở thành một nhóm báo với nhiều ấn phẩm đặc sắc trong lĩnh vực kinh tế. Trên hành trình này, nhóm báo đã duy trì sự khách quan trong thông tin và nỗ lực kiến tạo thông tin tri thức cho độc giả. Và Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã trở thành ấn phẩm được ghi nhận bởi giới kinh doanh, các nhà làm chính sách, giới quản lý, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, cùng những người quan tâm đến vấn đề kinh tế. Chúng tôi nghĩ rằng khi chúng tôi kể ra, tôi nhớ rất nhiều người như thế, thì chúng tôi mới chợt nhận ra rằng là chúng tôi có quá nhiều bạn bè thân thuộc, và chúng tôi cũng nhận ra rằng đó là cái thành tố quan trọng bậc nhất để tại sao Thời báo có thể tồn tại và phát triển được 30 năm nay. Chúng tôi thấy 30 năm nhanh quá, nhưng mà những cái sự kiện, những cái sự việc, những câu chuyện, tất cả có thể nói là đầy ắp là vô nhập phản ảnh trên báo chí. Riêng về cái lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là phản ảnh trên cái Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Xin chúc mừng sinh nhật Thời báo. Chúc Thời báo mãi mãi là một cái tạp chí hồng hồn, mà tạp chí kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Đối với doanh nhân chúng tôi thực sự là bổ ích và cần thiết. Rất nhiều bài báo mà chúng tôi đọc thì nó mang ý lợi bẩn, và chúng tôi thật là tôi luôn luôn follow theo cái online của báo Sài Gòn Times. Ngày hôm nay trở lại đây với kỷ niệm 30 năm 3 thập kỷ của một tờ báo đánh dấu cái sự chuyển mình đổi mới của đất nước về kinh tế và hội nhập vào thế giới, thì tôi nghĩ rằng mặc dù cái sự đóng góp của chúng tôi ở giai đoạn đầu nó rất là nhỏ bé, nhưng nó đã nói lên được một điều gì đó. Tờ báo luôn là kim chỉ nam, là các cái thông tin cần thiết bổ ích, là người bạn đồng hành cho các doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển bản thân và doanh nghiệp của mình. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tôi xin chúc cho tờ báo sẽ luôn luôn là người bạn đồng hành của các doanh nghiệp, luôn luôn là nơi chia sẻ và cung cấp thông tin để cho các doanh nghiệp phát triển cùng với xã hội. Và chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ hai bên sẽ có thêm nhiều những hoạt động để thứ nhất là quảng bá giới thiệu hình ảnh của Thừa Thiên Huế ở cái vị thế cao hơn, để hướng tới Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn tới. Vậy chúng tôi rất là mong sẽ có sự hợp tác đắc lực và hiệu quả từ phía Thời báo Kinh tế Sài Gòn.